Kính thưa các bạn, thì hiện tại là Lê Nguyễn cùng nhóm anh em đang có mặt tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Và không biết mọi người có thích sống ở cái thị trấn mà như vậy không? Nhưng mà xung quanh đây có rất nhiều người chơi ca cổ và có rất nhiều những thế hệ người lớn và trẻ nhỏ. Thì hôm nay thì mình sẽ cùng với nhóm anh em sẽ đến để tìm hiểu và chia sẻ câu chuyện đặc biệt này. Và một chị gái nữa. Bây giờ chị gái đang bận bán đồ. Bán đồ chút chị gái nha. Có một cái điều đặc biệt thú vị là mọi người nãy giờ rất là thích thú, đó là ba cháu á, thì có khả năng chơi được nhạc cụ. Thì quá trình mà anh tập luyện hay là đam mê của ba cháu á? Đam mê của mấy cháu. Ví dụ như bé Khánh Hưng thích cái đàn sến. Cái tôi mới dạy đàn sến. Tôi dạy đàn sến cho Khánh Hưng. Rồi em của Khánh Hưng thấy vậy cũng ham thích hay sao đó. Thì nó ông Sáu dạy cho con với. Khánh Hưng thì đàn sến, còn bé thì đàn gì con? Đàn sến. Cũng đàn sến luôn hả? Hai anh em đàn sến luôn. Còn chị là đàn gì? Đàn guitar. Đàn guitar hả? Bé Tuyền ơi, cháu thích bài gì có thể đánh cho các chú và mọi người xe nghe được không? Cháu thích bài gì? Con đánh cho tặng các chú một bài đi. Lý Tòng Quân. Lý Tòng Quân. Lý Tòng Quân. Hai lớp Lý Tòng Quân. Con đánh Lý Tòng Quân. Con đánh phụ em luôn anh không sao đâu. Hai anh luôn rồi thôi nha. Để chúng Lan, để được chú nghe. Con đàn, con ca, con đứng mà. Yêu ông xấu mà. Không còn ngồi xuống được. Con ngồi cũng được. Thoải mái nhất nha. Con tặng cả nhà. Con tặng cả nhà một hai lớp Lý Tông Phùng. Thank you.
Từ anh bắt đầu dạy cho các cháu từ khi nào? 6 tuổi là học nè. À, 6 tuổi học. Là bé này 6 tuổi. Học này là mới học là Kona đó, mùa Kona đó. À, mùa Kona mới học ạ. Ồ. Mới được học được có mà. Đánh giỏi quá ha. Con chị thường thì mắc bao lâu rồi học được anh? Chị thì mắc đi học ở trường rồi thỉnh thoảng là chị mới đàn. Ơi, fan của Chelsea đánh tặng cho chú hoặc gửi lời chào các bạn cái coi. Con chào ơi. Chào. Gửi. Hello. Gái gửi hello. Chào tiếng Anh ạ. Chào con gì cà phê con là tên gì em là tên dạ. Gì? Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Duyên. À. Mấy tuổi học lớp mấy? Dạ con hả? Con 10 tuổi học lớp 5D. Học lớp 5D. À. Và con chơi được nhạc cụ nào con? Dạ, guitar. Rồi con chơi nhạc cụ đâu khác nữa không? Dạ sến. Sến luôn. Bây giờ con chung với hai em của con tặng cho mấy chú một bài nha. Dạ. Bài gì con? Bài Lý Tòng Quân. Lý Tòng Quân. Ồ. Oh. Vậy hôm nay các chú được nghe Lý Tòng Quân tiếp tục. Rồi, mời con ạ. Thì mọi người cũng đã chứng kiến ba cháu bé đánh đàn khá là hay. Và đặc biệt thì bạn nhỏ ở giữa này là có hát ca cổ luôn. Và không ai biết rằng là đằng sau những cái tài năng này là những cái hoàn cảnh mà số phận của các em thì không may mắn như những cái đứa trẻ khác. Thì ở phía sau là anh Hoàng Anh, tức là ông nuôi đúng không ạ? Và ông anh có thể chia sẻ lại cho mọi người được rõ hơn là hoàn cảnh của ba cháu như thế nào ạ? Hiện giờ ra sao ạ? Bây giờ là ba cháu là không có nhà, không có mẹ, ba thì mất rồi, mẹ bỏ đó, đâu có nhà. Ví dụ như ở nhà trường hỏi con gì, hỏi con có sổ gì, sổ nghèo thì cắn nghèo, sổ nghèo thì cắn nghèo, sổ nghèo. Rồi con nói con sao? Dạ nó con hút nghèo. Hút nghèo luôn. Hút nghèo luôn. Ta nghèo mà ta có gì? Ta có nhà, che nắng với ba mẹ. Ba mẹ. Con ở với ông Sáu, con đâu có cái gì đâu mà con hút nghèo. Khi mà ba mẹ cháu bỏ, ba thì mất, mẹ thì bỏ đi thì lúc mấy chị hai là bao nhiêu tuổi à? Này ở chắc mà 2 tuổi. 2 tuổi. Này 4 tuổi. Này chắc mới đẻ ra. Này này 6 tuổi này cũng mới về đây nè. Rồi làm giấy vô cho đi học luôn á. Này bỏ sao ở đây mà hơi lớn hơn mấy đứa này. Sao con ở với Sáu vậy, con nói cho mấy chú nghe coi, con nói lớn lên coi. Mẹ con bỏ con. Ba con này mất. Mẹ bỏ sao con không đeo mẹ? Mẹ con có hay về đây thăm không? Con có về thăm con bao giờ không? Có không con? Hồi Tết có về bao giờ không? Tết. Có. Không phải mẹ con bỏ con đâu, mà mẹ con có một cái lý do gì đó, mẹ con đi làm chứ không mẹ không bỏ. Chắc là mẹ có lỗi liềm gì đó chưa về thăm được thôi. Mẹ con có gọi điện cho con không? Có gọi điện cho con không? Cảm ơn chú. Không. Tết thì mẹ có về không anh Hồng Anh? Mẹ nó có về rồi bắt đi chơi. Rồi bắt mấy đứa này đi chơi thì con không có chịu. Tôi nói nếu bắt đi là bắt đi luôn. Chứ bắt tới bắt lui đó nữa khó lắm. Khó giáo dục chứ khó. Nhưng mà lúc mà anh nuôi ba cháu á thì anh có cán đáng lắm không? Có cực lắm không? Cũng có cực thì thấy lần lần cũng quen mấy đứa nó cũng
đó có cái tình thương cố gắng. Em xin hỏi một xíu là ngoài ba cháu đây thì anh có tức là vợ với mẹ hay là anh có con? Em chưa có gia đình. À thế tưởng là chị Sáu kia nè. Cái đó là cô của mấy đứa này đó. À cô chứ còn... ba đứa này, ba của mấy đứa này là anh Năm của cô đó đó. À thứ Năm, ba này thứ Năm, còn cô nó thứ Sáu. Còn anh là chưa có gia đình? Chưa có gia đình. Một mình anh là nuôi ba nhỏ. Anh chưa có gia đình, là nhiều khi anh đi ra ngoài đường rồi nhiều người nghĩ là ba cháu là con anh không? Mình cũng vui vẻ đó, là nếu như người ta hỏi sâu sắc thì nói đây là cháu, thân tình, thân gì cháu, còn nói trời được ba đứa em của em, một thằng trai hai gái mình ok. Em thấy anh là có cái đam mê về âm nhạc lắm, nhưng mà khi mà thấy ba cháu cũng tiếp nối với anh thì cảm xúc anh như thế nào? Cảm thấy vui sướng trong lòng. Mai mốt mình có chuyện gì đó, mình mắc qua đời gì đó, mấy đứa nó giữ lời được cái kỷ niệm. Anh phát hiện ra là ba cháu đam mê như thế nào, từ cái việc nào? Tự nhiên muốn cầm đàn lên đánh hay là muốn là ông Sáu ơi dạy cho... Nói ông Sáu ơi, dạy cho con đàn vậy. Này cái đoạn là hy sinh bất lực gì đó. Yeah. Nhưng mà trong cái tuần cái đoạn này là hình như là đi chân trâu đúng không? Chân dịch. Nghĩa là hai đứa này bị gì ghẻ hành hạ. Con đứng thoải mái ra hai đứa này nè, hai đứa này cặp nè, nắm tay lại hát đi con nha. Đứng sát không được. Cái này là gì biết hơi hở ra. Đây là gì ghẻ. Gì ghẻ. Gì ghẻ đấy hả? Và hai anh này là đang đi chân châu về. Mặt mày hì hòm lên. Gì là thấy nữa nè. Quay ra. Này hát là khóc luôn nha. Chưa. Tiếc quá. Tính kinh tính quay. Trâu vậy à. Chân trâu về sao mặt có chân dịch hả? Chân dịch sao về mặt vui quá á. Không mắc còn nào. Yeah.
luôn.